Nếu như bạn nhìn thấy cái video này xem như bạn ngủ duyên, mình chỉ nói điều cần nói chứ không nói điều bạn muốn nghe. Và chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Thì đây là trải bài chung, mong các bạn tiếp nhận thông điệp một cách rất là tích cực các bạn nhé. Và mối tình của các bạn là một trong những cái mối tình rất là hứng thú và phiêu lưu. Nó có thể hiện rằng trong cái mối tình này đầy nhiệt huyết táo bạo, và có thể là bạn sẽ nhận thấy nó, nhưng mà nó là một trong thứ sự dân tràn lạc quan và cái ham muốn một cách rất là mãnh liệt. Nhưng mà một điều đáng buồn là cả hai bạn đều không có chăm chút cho cái mối tình này. Cái bản ngã và cái cá nhân của mỗi người quá lớn, và nó đại diện cho một sự chống đối đơn giản như là một cuộc cãi vã, chứ nghiêm trọng hơn nữa là cách chia tay trong sự quyết liệt. Và sợi dây kết nối đã bị kích đứt và trải qua sự bất hòa rất là lớn. Và có thể là cả hai bạn bị mất danh dự, cái sự nói dối không chỉ là qua mặt các bạn rất là nhiều. Có thể bạn đang gánh chịu những điều trên hoặc là thủ phạm cái điều này, nhưng nhìn chỉ chân nữa thì hãy xem xét lại bản thân bạn là ai và phải đi tìm giải pháp tốt nhất cho mọi người, bao gồm cả bản thân bạn. Và thực sự là cái sự tổn thương của cả hai người không nên có xuất hiện ở đây. Bởi vì chúng ta hãy giải phóng mình, phải là ưu tiên mình trước tiên, nhưng phải có trách nhiệm và biết suy nghĩ khi mình đứng ở hoàn cảnh của người khác. Và mình biết là cái tình cảm của hai bạn đã không được như kỳ vọng ở mối quan hệ yêu đương. Trước kia, cả hai người đã đến với nhau rất là đam mê, rất là nhiệt huyết, nhưng dần dần cho cái cá nhân mà đánh chết tình yêu của các bạn. Và điều cần lưu ý là các bạn hãy chân thật với bản thân mình trước, cái đó là hãy chân thật với người mình yêu. Và cái thứ ba là các bạn hãy chấp nhận thực tế và hãy suy nghĩ bình tĩnh và cẩn thận về điều gì đã gây rạn vỡ trong tình yêu của hai người. Và theo như trải bài thì đây đúng là cái hồi kết để mở ra những thay đổi lớn cho cả hai, báo hiệu sự kết thúc của tình cảm này. Đây là cái khoảnh khắc cánh cửa sẽ đóng lại, có sự buồn bã và một ấn tượng sẽ khó tránh. Tuy nhiên, và cảm giác dứt khoát hay là khôi khỏa cũng sẽ hiện hữu. Bạn hãy quay về tập trung vào những thứ thật sự quan trọng và nhắc nhở ra bạn hãy từ bỏ những thứ không cần thiết. Bạn phải chấp nhận tất cả mọi thứ đang xảy ra, và đôi khi những chuyện mình không phải tránh khỏi. Khi những chuyện này đến, tốt nhất là hãy linh hoạt lèo lái vận mệnh của mình và chờ xem đường các bạn đi đến đâu. Nhiều khi cánh cửa này đóng lại sẽ cánh cửa khác mở ra. Nếu như bạn đang bấu víu lấy một mối quan hệ mà bạn cực kỳ không hạnh phúc, tại vì bạn không có quen cảm giác một mình, hay là bạn không muốn từ bỏ những thứ đã quen thuộc, thì bạn đang chẳng mang lợi ích gì cho cả bản thân và người yêu của bạn cả. Mong là các bạn trao đổi thẳng thắn với nhau để giải quyết vấn đề. Xin cảm ơn.